Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin người dân thành phố Hưng Yên thực hiện việc cách ly toàn xã hội, không đến các điểm tập thể dục công cộng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 16 CTTTG về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, người dân thành phố Hưng Yên đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. Tại các địa điểm tập thể dục công cộng thường ngày, thu hút nhiều người dân tập luyện như quảng trường Nguyễn Văn Linh, khuôn viên Hồ Văn Nguyệt, công viên Nam Hòa, vườn hoa Bùi Thị Cúc, vườn hoa D32, D35. Nay đã không có người dân nào đến tập luyện nữa. Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe chống lại dịch bệnh, song vẫn có thể tuân thủ việc hạn chế tiếp xúc xã hội, vì vậy hình thức thể dục trực tuyến đang dần trở nên phổ biến. Chỉ cần có Internet, điện thoại thông minh hay máy tính, những học viên có thể dễ dàng kết nối với giáo viên thể dục. Mỗi lớp thể dục trực tuyến có khoảng 10 đến 20 thành viên. Qua điện thoại, máy tính, giáo viên vẫn có thể hướng dẫn những động tác thể dục cho học viên. Các học viên cũng dễ dàng trao đổi ý kiến cùng mình đến giáo viên. Đây là sự trao đổi mang tính thời điểm nhằm cải thiện cuộc sống cũng như để đảm bảo sức khỏe trong lúc tình hình dịch bệnh như hiện nay. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh thuộc các trường trên địa bàn tỉnh đã được nghỉ học. Để cổ vũ tinh thần phòng chống dịch bệnh, các thành viên của câu lạc bộ Nan Crew, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã tự tập luyện tại nhà vũ điệu rửa tay trên nền nhạc bài hát Gen Covid. Sau đó, các thành viên đã tự quay video và up lên trang fanpage của câu lạc bộ và của trường, nhận được sự quan tâm theo dõi của các phụ huynh và học sinh. Việc làm này đã giúp truyền tải các bước rửa tay, các cách phòng chống dịch một cách vui vẻ, giúp mọi người dễ dàng ghi nhớ và nâng cao ý thức phòng dịch. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, câu lạc bộ Phố Hiến đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Đến thời điểm này, đội bóng Hưng Yên đã chiêu mộ thành công 7 cầu thủ, đó là Lâm Thuận từ câu lạc bộ Bình Phước, Văn Tuấn, Thế Tài, Lương Hùng, Văn Đạt từ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Văn Trung, Thanh Tùng từ câu lạc bộ Viettel. Bên cạnh đó, gia hạn hợp đồng với đội trưởng Ngọc Bảo và Thành Lộc. Tổng quân số hiện có của câu lạc bộ là 30 cầu thủ. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 1, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ tham dự giải bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng. Đây là cơ hội tốt để huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh rà soát lực lượng hướng tới mùa giải 2020 sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng bàn của tỉnh hiện có 15 thành viên, đa phần là các thành viên có tuổi đời còn khá trẻ. Dù vậy thì các em vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, không ngại khó, ngại khổ và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Tiêu biểu là hai vận động viên Phạm Lan Anh và Nguyễn Thủy Dương. Cả Lan Anh và Thủy Dương năm nay đều 11 tuổi. 5 năm trước, trong đợt tuyển sinh của các huấn luyện viên môn bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, các em được đánh giá là có nhiều tố chất phù hợp để chơi bóng bàn. Hai bạn đấy là hai bạn có khả năng, có tố chất chịu khó tập luyện, thông minh và nắm bắt truyền đạt của thầy là tốt. Sau khi các bạn đã vượt qua được kỳ thi tuyển chọn vào trung tâm thì các bạn đã tập luyện được hơn 2 năm thì các bạn đi thi đấu là có thành tích ở giải quốc gia. Trong những năm qua, Lan Anh đã đạt nhiều huy chương tại các giải bóng bàn của tỉnh và khu vực. Đặc biệt, năm 2018, em đạt một huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Năm 2019, em đạt một huy chương đồng tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Dù việc luyện tập nhiều vất vả, nhưng em luôn cố gắng và chưa khi nào nản chí. Cái hôm mà hè nóng mà cũng có lúc cháu đỉnh, nhưng mà mình đi tập thế này thì mình cũng vừa được khỏe hơn, mình vừa có huy chương ạ. Nguyễn Thủy Dương cũng đạt được một huy chương bạc tại giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2018. Năm 2019, em đạt một huy chương đồng tại giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc và một huy chương đồng tại giải các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Bên cạnh đó, em cũng luôn là học sinh đứng top đầu của lớp với thành tích học tập tốt. Có được kết quả ấy là bởi em đã biết cách sắp xếp và cân đối giữa việc học tập và rèn luyện thể thao. Thì ở trên lớp thì cháu vẫn học xong rồi là đến tan học 5 giờ thì cháu về cháu ăn nhẹ thì cháu tập bóng bàn 5 giờ 7 giờ về thì cháu tắm rửa ăn cơm xong rồi cháu học bài. Dù sau này có tiếp tục chơi bóng bàn hay không, câu trả lời đó chưa ai có thể chắc chắn. Nhưng với sự quan tâm của gia đình và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, cùng với sự nỗ lực hết mình của bản thân, cả hai em đã có những thành tích đáng tự hào và có những giây phút tuổi thơ vô cùng ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.